cặp đôi Duy Thành, Kiết Nghi báo tin vui khi chương trình chỉ vừa phát sóng được vài ngày. Mới đây, nhà sản xuất Bạn Muốn Hẹn Hò thông báo Quyền Linh và Ngọc Lan đã mai mối e mát tay khi có cặp đôi thông báo sắp đi về chung một nhà chỉ sau hơn một tháng ghi hình. Đây là niềm vui bất ngờ cho những người thực hiện cũng như khán giả yêu thích chương trình. Theo đó, tại tập 1046 Bạn Muốn Hẹn Hò, chàng nhân viên kinh doanh Lê Duy Thành, 31 tuổi và Phùng Kiết Nghi, 31 tuổi, nhân viên livestream, phát sóng trực tiếp, có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ. Nữ chính Kiết Nghi gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp khiến Ngọc Lan liên tục khen ngợi. Cô cho biết từng trải qua hai mối tình, chia tay vì nhiều lý do khác nhau. Đến với chương trình, Kiết Nghi hy vọng tìm được bạn trai có công việc ổn định. Cặp trai tài gái sắc bấm nút đồng ý hẹn hò vì quá ấn tượng về đối phương. Nữ khách mời nói thêm, công việc livestream của cô không ổn định về mặt thời gian nên cần người ổn định hơn để bù đắp cho nhau, cùng chăm sóc gia đình. Khi Quyền Linh đề cập đến chuyện lấy chồng, Kiết Nghi tự tin đáp, em lấy liền luôn giờ cũng được, khiến nam MC bật cười thích thú. Khi mở rào gặp mặt, Kiết Nghi ngay lập tức bày tỏ Duy Thành là mẫu người mà cô tìm kiếm. Cả hai liên tục thả thính, tới tấp, hứa hẹn về tương lai. Cuối chương trình, cặp đôi cùng quyết định bấm nút hẹn hò để có cơ hội tiến xa hơn. Chỉ sau một tháng được mai mối tại Bạn Muốn Hẹn Hò, Duy Thành và Kiết Nghi đã báo tin vui về cho chương trình. Được biết, Duy Thành đã cầu hôn vào đúng dịp 20.10 và nhận được cái gật đầu từ bạn gái. Nhận được tin vui, Quyền Linh và Ngọc Lan đều vui mừng đến ngỡ ngàng, gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng 11 tới, sau đó chuẩn bị cho đám cưới vào năm sau. Chia sẻ với Thanh Niên, Kiết Nghi bày tỏ cô hạnh phúc khi tìm được đúng người nhờ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nói về quyết định kết hôn chỉ sau hơn một tháng tìm hiểu, cô gái 31 tuổi cho rằng mọi thứ đều là duyên số. Kiết Nghi kể sau khi bấm nút hẹn hò tại chương trình, cô được bạn trai dắt về ra mắt gia đình. Khi về nhà Duy Thành, cô cảm nhận được tình cảm yêu thương của gia đình anh. Nhìn ba mẹ anh rất vui vẻ, yêu thương nhau khiến tôi có niềm tin vào hôn nhân. Hai bên gia đình cũng phù hợp với nhau, có thể gọi là môn đăng hộ đối, bà tôi rất thích anh Thành. Hai đứa chúng tôi cũng rất hợp tính nhau. Cả hai đều hơn 30 tuổi rồi, xác định phù hợp thì tiến tới, đỡ mất thời gian tìm hiểu lâu. Trước đây, cả tôi và anh Thành đều đã tìm hiểu vài người nhưng không phù hợp nên mới tìm đến chương trình. Tôi tin vào duyên số nên cả hai mới gặp được nhau và quyết định đi đến hôn nhân, Kiết Nghi bày tỏ. Kiết Nghi cho biết cô gặp đúng người, đúng thời điểm nên quyết định tiến đến hôn nhân. Tiết lộ về buổi cầu hôn, Kiết Nghi cho biết trước đó, Duy Thành đã chia sẻ với cô về việc này. Cả hai cùng lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Cô gái xinh đẹp nói thêm, sắp tới cả hai làm lễ đính hôn vào ngày 24 tháng 11 và đám cưới sẽ được tổ chức vào năm sau. Chúng tôi muốn tổ chức lễ đính hôn đơn giản, ấm cúng để người thân hai bên biết mặt nhau, cũng như xác định cho mối quan hệ của cả hai. Còn đám cưới thì cả hai dự tính sang năm sẽ tổ chức, cô nói thêm. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi được Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối mang đến niềm tin cho các cặp đôi tham gia các chương trình hẹn hò. Trong niềm hạnh phúc, Kiết Nghi gửi gắm, nhiều người không có niềm tin vào các chương trình hẹn hò, sợ không tìm được người phù hợp hay nghi ngờ lên chương trình để đánh bóng tên tuổi. Nhưng với câu chuyện của mình, tôi đã tìm được người phù hợp thì mong mọi người cũng hãy tin tưởng và mạnh dạn tham gia.